Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin thầy giáo xin nghỉ việc với lý do tởm nhất là vấn nạn dối trá. Hậu quả của chế độ độc tài toàn trị ở Việt Nam không chỉ là tài nguyên thiên nhiên bị tàn phá, môi trường bị ô nhiễm, sự tụt hậu về kinh tế, sự tước đoạt mọi nhân quyền căn bản của nhân dân. Sự mất mát lớn nhất chính là phẩm chất của con người đã bị phủ nhận và năng lực tự nhiên của con người bị thui chột vì nhân quyền không được phát triển một cách tự nhiên. Trong đó, sự thống trị vì tư tưởng đã khiến cho người dân và đặc biệt là các công chức viên chức không dám nói lên sự thật, bởi lẽ hậu quả của việc thẳng thắn góp ý, nhẹ thì bị ký kỷ luật thôi việc, nặng thì có thể bị quy kết phản động chống chính quyền và đi tù theo những điều luật hết sức mơ hồ do chính Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra. Câu chuyện đang xôn xao trên mạng xã hội tuần qua là một giáo viên gần 25 năm công tác ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã làm đơn đề nghị giải quyết thôi việc với lý do được nêu ra như sau. Tởm nhất là vấn nạn dối trá. Đây là hình ảnh thầy giáo Lê Trần Ngọc Sơn với lá đơn xin thôi việc vì cảm thấy tởm nhất là vấn nạn dối trá. Đơn đề nghị được cho là của ông Lê Trần Ngọc Sơn, giáo viên tiếng Anh, trường tiểu học An Lợi, Long Thành, Đồng Nai, đề nghị cho thôi việc từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Lý do nêu trong đơn là công tác trong ngành giáo dục nhưng có nhiều điều phi giáo dục, tởm nhất là vấn nạn dối trá. Tôi cảm thấy mình không phù hợp nên nghỉ. Giải thích về lý do một giáo viên nhưng phải viết ra những lời cay đắng đến như vậy. Ông Sơn cho hay ông đã công tác ở ngành giáo dục gần 25 năm nay, từng công tác ở một trường trung học cơ sở ở thành phố Biên Hòa, sau đó chuyển công tác về dạy tiếng Anh tại trường tiểu học An Lợi. Theo ông Sơn, khi về trường mới giảng dạy, ông thấy nhiều bất hợp lý, đã góp ý cho ban giám hiệu nhưng đã bị trù dập. Vào năm 2019, ông Sơn đã làm đơn tố cáo những sai phạm về tài chính, quy chế thi đua, quy chế chuyên môn v.v. của nhà trường lên Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Thành, nhưng không được giải quyết rốt ráo. Những người vi phạm hiện vẫn là hiệu trưởng, hiệu phó và gặp ông vẫn thách thức. Mặt khác, ông thấy áp lực khó chịu nên thôi thì nghỉ. Ông Sơn nói, thú thực trước khi vào làm giáo viên, tôi là dân làm ruộng, thẳng tính, ăn nói bỗ bã, thấy đúng thì nói đúng, thấy sai thì nói sai. Đây là hình ảnh trường tiểu học An Lợi, nơi thầy giáo Sơn dạy môn tiếng Anh. Tôi rất ghét các vấn đề tiêu cực trong môi trường sư phạm. Nhà trường dựa hơi các ông bà này, bà nọ nên chủ dập vu khống tôi. Tôi làm đơn thưa ra huyện thì giải quyết không rõ ràng. Nhiều sai phạm trong nhà trường, từ quy chế chuyên môn, thậm chí là vi phạm tài chính, vi phạm pháp luật nhưng tất cả đã không được xử lý. Ngược lại, họ quay sang hù dọa, thuyết phục tôi bỏ đi không thưa kiện nữa. Chính vì vậy mà tôi thấy không muốn dạy ở trường này nữa. Về tầm quan trọng của giáo dục đối với một quốc gia, cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã từng nói, để phá hủy bất kỳ quốc gia nào không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên. Bệnh nhân sẽ chết dưới bàn tay của các bác sĩ của nền giáo dục đấy. Các tòa nhà sẽ sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư của nền giáo dục đấy. Tiền bị mất trong tay của các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục đấy. Và nhân loại chết dưới bàn tay của các học giả tôn giáo của nền giáo dục ấy. Công lý cũng sẽ bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục đấy. Và sự sụp đổ của giáo dục chính là sự sụp đổ của một quốc gia. Với trào lưu tị nạn giáo dục từ vài chục năm trước và đặc biệt là hầu hết các con của quan chức lớn nhỏ tại Việt Nam đều đi du học ở nước ngoài và ở những nước tư bản, có thể thấy rằng nền giáo dục của Việt Nam đã sụp đổ từ lâu. Đây là hình ảnh rất nhiều vụ nâng điểm thi đại học bị phanh phui và hầu hết là con cháu các quan chức của Đảng. Bởi lẽ học là học để làm người, và mục đích của người thầy hay của ngành giáo dục cốt yếu vẫn là giúp cho học trò nhìn thấy thấu hình đạo lý và giải được sự thật đang diễn ra trong cuộc sống. Nếu như bản thân người thầy buộc phải làm ngơ trước vấn nạn dối trá diễn ra hàng ngày và diễn ra hàng chục năm đến mức cảm thấy tởm lợm, vậy thì bằng cách nào thầy giáo có thể giúp học trò của mình nhận diện ra sự thật? Nhất là khi sự dối trá được che đậy kín kẽ, sự giả dối và lú lẫn đang được bao bọc bằng quyền lực đứng trên cả pháp luật. Trên trang Facebook cá nhân của mình, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ cũng đưa ra bình luận như sau. Khi một giáo viên từng gắn bó với cả đời với sự nghiệp giáo dục
phải viết đơn nghỉ việc với lý do là công tác trong một cơ sở giáo dục nhưng có quá nhiều điều phi giáo dục, tởm nhất là vấn nạn dối trá. Không chỉ dấy lên nhiều trăn trở cho người làm công tác giáo dục mà các bậc phụ huynh cũng phải đắn đo suy nghĩ về môi trường giáo dục con em của mình ra sao khi nó nham nhở, nhếch nhác tới tởm lợm như vậy. Nhìn cái đơn nêu lý do nghỉ việc thẳng như ruột ngựa của thầy Lê Sơn sẽ lý giải phần nào cho đa số con em của các quan lớn và các gia đình có điều kiện đều cho con em họ tị nạn giáo dục ở những quốc gia văn minh và phát triển. Nhìn cái đơn này, tôi nhớ cách đây không lâu, một cô cậu là kỹ sư gọi cha mình bằng thằng phản động. Giáo dục xã hội chủ nghĩa, nó dạy phần con chứ đâu dạy làm người. Khi người thầy phải thốt lên chữ tởm trong môi trường mình gắn bó bấy bao nhiêu năm, thì cũng thấy rằng nó bệ rạc, xấu xa tới mức độ không thể tệ hại hơn được. Đây là hình ảnh trong số 431 bằng giả được cấp bởi Đại học Đông Đô, có rất nhiều bằng thạc sĩ được cấp cho quan chức để làm tiếp bằng tiến sĩ và để được thăng chức. Hiện nay rất nhiều quan chức này vẫn đang nằm ở Ba Đình. Một chữ tởm đã lột trần cả một vấn đề nạn giáo dục hiện nay luôn dạy dối trá, phi giáo dục. Nếu duy trì lối phi giáo dục như thế, hệ lụy của nó sẽ rất nghiêm trọng. Đất nước sẽ mãi đì đẹt và nhân tài sẽ thui chột, còn xa lắm mới tiến tới xã hội văn minh. Một giáo viên tiểu học dạy môn tiếng Anh đã kết thúc sự nghiệp gần 25 năm cống hiến của mình bằng một lý do tưởng chừng không thể cay đắng hơn. Không chỉ nói lên sự trăn trở của nhà giáo mà còn nói lên một thực trạng nhếch nhác đang diễn ra trên phạm vi toàn quốc. Đây không chỉ là lý do để đoạn tuyệt với ngành mà gọi đúng tên của nó là bản cáo trạng lên án ngành giáo dục nước nhà. Chỉ vắn tắt vài chữ như phi giáo dục, vấn nạn dối trá mà đã lột trần lột tả hết những gì đang diễn ra hàng ngày trên đất nước này. Và chỉ là một cấp tiểu học nhưng giáo viên đã không chịu được lối giáo dục dối trá, lên những cấp bậc cao hơn, học sinh sẽ được học những cái gì đây nữa? Đây là câu hỏi mà dư luận và xã hội đặt ra. Khi thầy Sơn dám chỉ thẳng vào bộ máy giáo dục và nói rằng các ông quá dối trá, các ông phi giáo dục, đồng nghĩa với sự dối trá, sự phi giáo dục không chỉ ở một trường của thầy mà nó có ở cả các trường ở trên của Hà Việt Nam, đó là cả một hệ thống dối trá rồi. Biết nói sự thật là lời cảnh cáo cao nhất mà các nhà giáo chân chính vẫn phải đạt đến. Hãy học hỏi thầy Sơn, đó là sự dạy sự thật, dạy cái nhân văn, đừng dạy chạy theo thành tích mà dạy cái dối trá, vì đó sẽ là mối nguy cho quốc gia. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam với phát biểu: "Nhìn tổng quát lại đất nước ta có bao giờ được thế này không?" Vâng, dối trá nên công an mới nhận hối lộ, mới làm bảo kê, mới đánh dân cướp đất, biện minh cho việc đó là thi hành công vụ. Vì dối trá nên kiểm lâm mới phá rừng, biện minh cho hành vi đó là nhầm. Vì dối trá nên cảnh sát biển mới buôn lậu xăng dầu. Và vì dối trá nên chủ tịch tỉnh, bí thư bán đất, công sản, làm cho người dân mất nhà, mất đất, gieo khổ đau đến tận cùng của người dân. Vì dối trá nên thủ tướng hôm nay nói thế này, mai nói thế khác, thay quyết sách như lật bánh tráng vậy. Cũng vì dối trá nên ông Tổng Bí thư ra giả cái mồm, chưa bao giờ Việt Nam có cơ đồ tiềm lực vị thế như hôm nay. Trong khi đó, dân đi làm cu li xứ người, bệnh viện thì không có giường nằm, phải nằm ngoài hành lang. Trường học thì che bằng mấy tấm gỗ mục, học sinh tới trường bằng bọc ni lông, vân vân. Tất cả đất nước nghèo nàn, lạc hậu, nhưng lãnh đạo thể hiện bản chất lưu manh là do lối giáo dục dối trá mà nên, phi giáo dục mà ra. Nên, tiền cúi xin các vị nhà giáo, nếu không mạnh dạn làm như thầy Sơn, chỉ thẳng vào ngành giáo dục để lên án sự dối trá trong ngành này, thì đừng tiếp tay dạy những thứ dối trá hàng ngày lên con em của mình. Như thế mới là phẩm cách của một nhà giáo chân chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm ngày hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2021 với bản tin thầy giáo xin nghỉ việc với lý do tởm nhất là vấn nạn dối trá. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm